Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Hallelujah. Kính thưa quý vị, có thể trong cuộc đời của chúng ta, đôi lúc cũng trải qua những cái giai đoạn khó khăn và đôi lúc có những giai đoạn cực kỳ khó khăn và có những giai đoạn khó khăn và cực kỳ khó khăn nữa. Nhưng mà điều buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời rằng chúng ta hãy vững lòng tin nơi Chúa. Có một bài thánh ca bảo rằng dù sống hay là chết, chúng ta quyết dâng trọn cuộc đời chúng ta trong tay của Ngài. Và tôi cũng khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời rằng không phải là tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều Chúa phải làm y như lời cầu nguyện của mình. Nhưng có những lời cầu nguyện Chúa sẽ làm y như chúng ta cầu nguyện, nhưng mà có những lời cầu nguyện Chúa bảo là không. Và trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vấn đề, chúng ta hãy tin chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Amen. Ngài không bao giờ đối xử tệ với chúng ta. Amen. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho hội thánh chủ đề là vững lòng tin. Amen. Có khi nào quý vị bị lung lay trong đức tin không? Có. Có hả? Tôi cũng có. Đặc biệt, tôi chia sẻ điều này không phải cho hội thánh solo mà cho nhiều người đang nghe qua cái chương trình của tôi trên Facebook cũng như là trên YouTube và nhiều phương tiện khác. Chúa ban phước cho mọi người trong chúng ta. Thế giới vừa trải qua một cái thời kỳ cực kỳ là căng thẳng, nhất là các cơ đốc nhân yêu mến Chúa đã cầu nguyện tha thiết cho Tổng thống Donald Trump, cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Bao nhiêu người đã mong muốn Tổng thống Donald Trump đắc cử và công việc của Chúa được mở ra khắp mọi nơi tiếp tục. Bao nhiêu người đã kỳ vọng, cực kỳ kỳ vọng và hết lòng cầu nguyện, và có những người xác quyết không còn nghi ngờ gì cả. Nhưng mà cuối cùng đời không như là mơ. Và nhiều người đâm ra bị thất vọng, nhiều người đâm rất là buồn, và nhiều người đâm ra cảm thấy nản lòng và muốn bỏ cuộc. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa Trời trong sách Giăng đoạn thứ 11. Tôi mong rằng chúng ta sẽ nghe trọn sứ điệp này để rồi chúng ta vững lòng tin lời Chúa. Amen. Chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời ở trong Giăng đoạn thứ 11. Nói về sự sống lại của Lazarus. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một người đau tên là Lazarus ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình mà lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarus đương đầu. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu bất bệnh. Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê em người và Lazarus. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài được ở. Chúng ta cùng đọc chung với tôi câu số 3. Ai và Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mất bệnh. Câu số 4. Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Chúng ta nói người bên cạnh: bệnh này không đến nỗi chết đâu. Anh nói người bên cạnh đang đề là không đến nỗi chết đâu. Amen. Đang đề này không đến nỗi chết đâu. Bệnh này không đến nỗi chết đâu. Hãy nói người bên cạnh: bạn có tin vào lời đó là của Chúa không? Bạn có tin vào đó là lời của Chúa không? Amen. Lazarus là bạn thân của Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ thì Ma-thê là người đặt nguyên cây dầu thơm để xuất sắc cho Chúa Giê-xu. Ma-rê là người ngồi dưới chân của Chúa Giê-xu để nghe lời Ngài giảng dạy. Và căn nhà của ba anh em này là tiếp Chúa Giê-xu ăn uống và nghỉ ngơi, và có nhiều cái sự sinh hoạt và thông công với nhau thật là vui vẻ. Nhưng một ngày khi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ Ngài đi công tác ở nơi khác, thì ở nhà Lazarus đã bị lâm một căn bệnh rất là nặng. Kinh Thánh không ghi là bệnh gì, nhưng bệnh rất là nặng. Và ngay lập tức bệnh thì Mary và Ma-thê nghĩ đến ai liền quý vị? Chúa Giêsu. Như vậy đức tin Mary và Ma-thê có tốt không? Tốt. Đức tin rất là tốt. Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta khi gặp phải một nan đề gì, hãy học đức tin nơi Chúa, giống như Mary và Ma-thê là hãy nghĩ đến Chúa Giêsu liền. Amen. Nghĩ đến Chúa Giêsu liền. Amen. Mời Chúa Giêsu vào.
nhưng mà bị từ chối. Buồn như con chuồn chuồn. Có khi nào quý vị đã hết lòng với Chúa? Có khi nào quý vị đã thành tâm thật lòng với Chúa? Một sự việc gì xảy ra thì ngay lập tức quý vị đã nghĩ đến Chúa Giêsu liền. Nhưng mà Chúa Giêsu lại làm lỡ với năng đề của chúng ta không? Thật sự đây là một điều thách thức cuối cùng. Maria có thể tưởng rằng ô Lazaro là người bạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu yêu Lazaro nhiều nào, Lazaro đang bị bệnh thì Chúa Giêsu mới đến giải quyết liền. Cái tâm tư tưởng trong ý chí và trong nguyện vọng của Maria và Maria là như vậy. Nhưng mà khi mời Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu ngài nói là ngài bận việc, ngài ở lại đó ráng thêm 2 ngày nữa. Ôi một sự thất vọng vô cùng quý vị ơi, một sự thất vọng vô cùng. Nhưng mà điều tôi muốn nói với hội thánh buổi sáng hôm nay là Maria và Maria mong rằng Chúa Giêsu làm phép lạ trên gia đình của mình, là Chúa Giêsu đến để chữa lành bệnh tật cho mình. Chúa Giêsu đến làm cho anh của mình hết bệnh tật và anh của mình được khỏe mạnh. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu chuyện đó là chuyện nhỏ. Amen. Hãy nói với bên cạnh năng đề của bạn là chuyện nhỏ. Năng đề của chúng ta đã đó chỉ là chuyện nhỏ. Amen. Chúa Giêsu thì muốn gì? Hỡi Mary và Martha, hỡi Lazaro, ta không chỉ chữa lành cho ngươi, ta không chỉ là muốn chữa lành cho anh của ngươi, mà ta còn muốn làm cho anh ngươi từ cõi chết sống lại nữa. Amen. 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 Có những vấn đề chúng ta xin Chúa ơi, điều này, điều nọ, điều kia, nhưng mà Chúa nói là việc đó là việc nhỏ con, ta còn muốn làm việc lớn hơn cho con nữa. Amen. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Hãy vỗ tay người bên cạnh. Hết lòng tin vào lời của Chúa. Amen. Tin vào lời của Chúa. Hết lòng tin vào lời của Chúa. Tin vào lời của Chúa. Amen. Amen. Nhiều người đã cầu nguyện cho tổng thống Donald Trump đắc cử, mà tổng thống Donald Trump không đắc cử. Và tôi nói với quý vị rằng dù tổng thống Donald Trump đắc cử hay là không, Chúa chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời tông lành. Amen. 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 Ngài vẫn là đấng nắm quyền hành ở trên vũ trụ này. Amen. Ngài cũng là đấng có quyền làm cho sống và cho chết, làm cho giàu và cho nghèo. Ngài có quyền đưa lên và ngài có quyền hạ xuống. Ngài là đấng nắm trong tất cả mọi sự. Amen. Và chính Đức Chúa Giêsu mà, chính Đức Chúa Giêsu mà ngài cầu nguyện thì Cha ơi, xin cất cái chén này ra khỏi con. Nhưng mà dầu vậy, không theo ý của con, mà xin ý Cha được nên. Amen. Dân Israel thì muốn chính Chúa Giêsu đứng lên để trần quân, để quấn trăng quân La Mã, để trả tự do lại cho người Giu-đa, để cho dân sự của Chúa được giải cứu. Nhưng mà họ không ngờ chính Đức Chúa Giêsu đó đã đưa tay cho người La Mã bắt, và chính Chúa Giêsu đó giang tay cho họ đóng đinh, và chính Chúa Giêsu đó bị chết một cách đau khổ trên cây thập. Một sự thất vọng vô cùng đối với người Giu-đa, một sự buồn bã vô cùng đối với các môn đệ của ngài. Nhưng mà sao? Sau cái biến cố chết đó, Chúa Giêsu đã sống lại trong kẻ chết. Amen. Chúa Giêsu chết để chúng ta được sống. Amen. Amen. Chúa Giêsu để hy sinh tất cả để chúng ta được lại tất cả và chết. Amen. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời trong một câu kinh thánh ở trong Giăng đoạn 16 câu 20. Giăng đoạn 16 câu 20, tôi khích lệ dân sự của Chúa đọc lớn câu kinh thánh này. Giăng đoạn 16 câu số 20. Chúng ta đọc lớn 2, 3. Quá thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi đổi ra sự vui vẻ. Tôi xin đọc lại. Quá thật, hai lần xác quyết nữa nha. Quá thật chưa đủ, quá thật cái nữa. Ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, buồn chán thất vọng lo lắng gì đó, còn người đời thì mừng rỡ vui vẻ hơn họ hân hoan. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi ra vui vẻ. Vỗ tay người bên cạnh, sự lo buồn các ngươi sẽ đổi ra sự vui vẻ. Sự lo buồn các bạn sẽ đổi ra sự vui vẻ. Người đời thì hân hoan vui vẻ vì ô họ chiến thắng được. Họ nghĩ rằng ông Joe Biden đã chiến thắng, ông Donald Trump đã thất vọng, cơ đốc nhân cầu nguyện quá chừng mà không có hiệu quả, họ vui vẻ, họ mừng rỡ. Nhưng mà chúng ta không biết được cái nước cờ của Chúa. Amen. Kinh thánh chép ở trong Jeremiah đoạn 29 câu 11, ý tưởng của ngài không giống ý tưởng của chúng ta, đường lối của ngài không phải là đường lối của chúng ta. Vì các thượng trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì ý tưởng của Ngài còn lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Chúa ơi, tại sao Corona xảy ra? Nếu mà Corona không xảy ra thì con gái con bây giờ ở Mỹ rồi, ví dụ vậy. Mà tại sao chuyện này xảy ra? Chúa đó, con ơi, ta có chương trình tốt cho gia đình của con thì sao? Amen. Amen. Con xin mời bảo Chúa ơi, tại sao mà gia đình con phải gặp điều này, con phải gặp điều kia, con phải thế này? Chúa ơi, có phải là Chúa không nghe lời cầu nguyện con, hay là lời cầu nguyện con không còn hiệu quả, hay là Chúa ơi, Chúa không còn quyền năng? Nó hỏi quý vị, Chúa còn quyền năng không? Không. Bao nhiêu người tin rằng Chúa vẫn còn thể trị vũ trụ này? Amen. Đặt vai ngựa cặp, yên tâm đi, yên tâm đi. Hallelujah. Người đời thì vui mừng, hân hoan, phấn khởi, còn các ngươi thì buồn rầu. Nhưng mà chúng ta sẽ đổi cái sự buồn rầu các ngươi trở thành sự vui mừng. Sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại thì như thế nào quý vị? Hân hoan cho toàn thế giới. Nếu Ngài không chết, nếu Ngài không đền tội, chúng ta vẫn ở trong tội lỗi. Amen. Nếu Ngài không chết, chúng ta sẽ ở trong sự chết đời đời. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã chịu đến đau đớn trên thập tự, nhưng nghĩa là roi làm đồ của Ngài mà chúng ta trở nên lành bệnh. Amen. Amen. Chúa Giêsu đã bị chết một cách đau đớn để chúng ta được sống trong sự phan hoa. Và Ngài chết như vậy, Ngài đền tội như vậy, rồi Ngài xuống trong mồ mả, Ngài sống lại từ trong bộ chết, mới chứng minh rằng Ngài là đấng phục sinh. Amen. Thử ông bà anh chị em, Mary và Mathe bắt đầu thất vọng. Ô, Mary và Mathe cảm thấy buồn chán. Và Mary và Mathe cảm thấy bị đối xử ngược đãi. Mary và Mathe cảm thấy không còn niềm hy vọng. Anh của mình bệnh. Mà Chúa Giêsu thì cứ vô tư. Và sau đó Chúa Giêsu còn ở lại thêm 2 ngày. Trở về đường thêm 2 ngày nữa là bao nhiêu? 4 ngày. Lazarus nằm trong mộ mấy ngày? 4 ngày. 4 ngày thì có mùi rồi, đúng không? Có mùi rồi. Mọi người bên cạnh năng đề bạn có mùi chưa? Năng đề bạn có mùi chưa? Dù cho có mùi đi nữa, thôi có nào đi nữa, nhưng mà trong ý muốn của Chúa, Ngài cũng có thể làm cho sống lại. Amen. Tôi nói điều này có thể là hơi bị sốc, nhưng mà hãy cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi sinh ra một gia đình khó khăn. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đối diện những cái sự kinh khủng. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi có những căn bệnh đau thương. Nhưng mà tạ ơn Chúa, qua những căn bệnh, qua những sự khó khăn đó, tôi mới gặp được Chúa và Ngài đã thay đổi cuộc đời. Amen. Và ngày hôm nay tôi giảng không phải là một bài giảng của một lý thuyết của Chúa Giêsu 2000 năm về trước. Nhưng mà ngày hôm nay tôi giảng về một sự sống chứng minh rằng nếu họ chứng cớ Chúa sống đâu nào, thì tôi nói rằng Chúa sống trong lòng này. Amen. Người một xứ người bảo là Chúa không còn làm phép lạ nữa. Tôi nói là ai nói về thần học đó, Chúa không làm phép lạ là chuyện của người ta, nhưng mà riêng tôi từ ngày tôi đến với Chúa, Ngài cho tôi quá khỏe mạnh người. Từ những bệnh tật đau thương thất vọng vô cùng, bây giờ Chúa cho khỏe mạnh bình an. Từ người chăn bò Chúa biến trở thành người chăn chiên, đó là người ta làm chị em. Từ người thấp học tất chữ rồi Chúa cho ra giảng tin lành khắp mọi nơi trên thế giới. Chứng minh rằng Chúa là đấng sống. Amen. Quay lại vấn đề, trước đó chị Hà cũng có đi tin Chúa. Chị Hà giảng tắng đây nè, chỉ cầu nguyện xin mục sư và các mọi người cầu nguyện cho chồng của tôi trở lại tin Chúa, xin hoài mà thấy anh ấy không cần thề nữa. Nhưng mà rồi một chuyện không may xảy ra, sức khỏe của chị bị tình trạng rất là tệ vậy, và coi như là sự chết đến sát nơi rồi. Và cảm ơn Chúa, lúc bây giờ anh bế tắc quá, anh mới bảo rằng cầu nguyện cho vợ tôi, nếu chỉ để vợ tôi khỏe mạnh, vợ tôi sống lại, tôi sẽ thờ phụng Chúa. Amen. Amen. Và Đức Chúa Trời đã nhận rồi. Amen. Và Chúa đã làm cho chị không qua đời trong lúc đó, mà Chúa đã làm cho chị sống lại trong quyền năng để cứu má chồng của mình. Má chồng của mình không bị ở địa ngục đời đời, nhưng mà má chồng mình được ở được thiên đàng. Amen. Bây giờ anh không phải là người đi tin Chúa, mà anh là người hầu việc Chúa. Amen. Hallelujah. Anh đang tham gia học trường thần học của Rema, chúng ta chúc mừng điều đó. Amen. Và tham gia một sơ đi truyền giáo anh em con nguyên nữa, chúng ta chúc mừng điều đó. Amen. Amen. Và anh trong tương lai sẽ đi hầu việc Chúa nhiều nơi nữa. Điều đó một lần nữa tôi muốn nói với quý vị là Chúa có một cái nước cờ cao hơn chúng ta. Amen. Amen. Ý tưởng của chúng ta không phải là ý tưởng của Chúa. Đường lối của mình cũng không phải là đường lối của Chúa. Chúa rất là cao, và chúng ta biết được rằng thế giới này nằm trong tay của Ngài. Amen. Tương lai của chúng ta nằm trong tay của Ngài. Sau đó Chúa Giêsu đã trở về. Ô, Lazarus đã bị chết trong phòng mộ 4 ngày.
Mary và Mathe đầy dẫy sự thất vọng. Mary và Mathe cảm thấy chán vô cùng. Mary đến bảo rằng nếu Chúa có ở đây cách mấy ngày trước á thì anh tôi không chết. Đúng vậy không? Anh tôi không chết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là anh ngươi sẽ sống. Con biết rồi, đến ngày sơ cùng anh con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói anh con sẽ sống. Ồ, chúng ta xem những câu kinh thánh này nha. Hallelujah. Chúng ta cùng đọc nơi từ câu 17 tới đây nha. Từ câu 17 của Giăng đoạn 11. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã trông Lazaro ở trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 cách tơ đơ. Có nhiều người Giuđa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón ngài, nhưng Ma-ri thì ở tại trong nhà buồn quá mà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều ngài sẽ xin ơn, xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Amen. Chúng ta cùng nói câu đó là 2-3. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Ngài phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Ta là đấng quyền năng, đấng chữa lành. Ta là đấng giải quyết mọi năng đề. Và ngươi ai tin ta thì năng đề sẽ giải quyết, mặc dù năng đề các ngươi đã thúi rồi. Amen. Dù hoàn cảnh các ngươi bế tắc rồi, nhưng mà ngươi tin thì ngươi sẽ thấy phép lạ của Chúa. Amen. Ngươi tin thì ngươi sẽ thấy quyền năng của Chúa. Và tiếp tục cái câu 16 rằng: Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Người tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Con tin Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời là đấng phải đến thế gian. Wow! Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngài khẳng định cho Mary và Mô-thê một lần nữa rằng ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ngài thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai luôn sống mà tin nơi ngài thì người đó sẽ không chết. Amen. 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 Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, buổi sáng hôm nay một lần nữa tôi đưa lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời hãy tin xác quyết rằng Đức Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại. Amen. Tôi hãy tin xác quyết rằng mọi nan đề và không có nan đề nào quá khó đối với ngài đâu. Amen. Amen. Sáng hôm nay thì có một người gửi một tin nhắn cho tôi, đó là một chị Thảo ở bên Đức. Chị gửi về một cái gia đình kia có 5 người và cứ lần lượt cứ người này qua đời, người kia qua đời, người kia qua đời hết trơn vậy. Và rất là đau buồn và thất vọng, và gia đình thất vọng mà không còn thất vọng. Thì chị nhắn tin với gia đình đó là hãy liên lạc với mục sư Trương Đình Phong để nghe những bài giảng, để khích lệ tinh thần, để nghe được lời của Chúa. Và buổi sáng hôm nay tôi cũng đứng đây một lần nữa, tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những người nào đang ở trong sự thất vọng, đang ở trong sự chết chóc, đang ở trong sự bế tắc, hãy tin chắc rằng Chúa Giêsu ngài có quyền thay đổi hoàn cảnh của bạn. Amen. Dù có những cái nan đề chúng ta mong muốn biết bao nhiêu, khao khát biết bao nhiêu, cầu nguyện biết bao nhiêu mà Chúa không làm theo ý của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể sẵn sàng hạ lòng xuống nói rằng xin ý Cha được nên trên đời sống. Amen. Nếu người nào đã xin tiền người ta đi về quê mà Chúa không cho tiền về quê, hãy cảm ơn Chúa đi. Chúa muốn bạn ở lại giúp thờ phượng Chúa của hội Thánh Salo của sáng kia. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen không? Hãy cảm ơn Chúa đi. Có một số bạn mà xin Chúa lên xe hoa mà Chúa chưa cho lên xe hoa. Chúa nói sao? Con ơi, con từ từ lên xe hoa. Cái rượu càng về sau nó càng ngon. Thì sao? Chúng ta phải cảm ơn Chúa luôn. Amen. Amen. Con lên xe hoa con cũng cảm ơn Chúa. Mà con chưa lên xe hoa con cảm ơn Chúa. Con được tự do để hầu việc ngài khắp nơi. Một số người cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa cho con có những đứa con mà Chúa không cho con. Tôi muốn khích lệ quý vị hãy nói lời cảm ơn Chúa. Amen. Con cảm ơn Chúa. Bởi vì sao? Có hai gia đình kia tôi được biết ở gần nhà, một gia đình này, một gia đình này. Một gia đình này có con, chọc gia đình này không có con, chọc nghèo quá chừng vậy. Mà hai người này không có con cảm thấy buồn vì gia đình chọc hoài. Mà cuối cùng cái hai người mà không có con á được tự do đi thờ phượng Chúa, được tự do đủ điều đó. Còn cái người này không tin Chúa mà có con, cuối cùng con lớn lên chết chị kè.
nó làm đủ thứ chuyện hết và liên lụy đến cuối cùng cái gia đình không tin Chúa mà có con á, chọc ghẹo gia đình mà có Chúa mà con không có con á, thì thấy rằng cái gia đình mà họ có con họ là đau khổ vì con và bị liên lụy và tù đầy vì con, còn gia đình này không có Chúa, không có con mà được hầu về Chúa, được giúp đỡ nhiều tín đồ có và có cuộc sống bình an. Có Chúa mà không có con, có Chúa mà không có con, nhưng mà được bình an, được phước lành. Cho nên điều này muốn nhắc nhở chúng ta một lần nữa, hãy cảm ơn Chúa dù có con hay không có con, chúng ta cũng cảm ơn. Người có nhà cũng đừng chọc ghẹo người không có nhà. Và người không có nhà cũng đừng chọc ghẹo người có nhà. Amen. Người đẹp cũng đừng có chọc ghẹo người xấu. Amen. Mà người xấu đừng có chọc ghẹo người đẹp. Amen. Phải sống là vì Chúa. Amen. Có nhà cũng là vì Chúa. Mà không có nhà cũng vì Chúa. Con lấy được anh đó con cũng cảm ơn Chúa. Và con không lấy được con cũng cảm ơn Chúa. Vì con biết rằng Chúa có chương trình tốt lành cho con. Mary mà bác thế đầu tiên đã nhờ cậy nơi Chúa, đã tin vào Chúa, thì dù đã cầu nguyện với Chúa rồi, xin Chúa rồi, đã nhờ cậy Chúa rồi, thì ý Chúa lại là tốt lành. Amen. Maria thì Matthew khao khát Chúa làm anh mình sống lại, nhưng mà Chúa anh mình được chữa lành, nhưng mà Chúa thì muốn làm cho anh của Maria và Matthew sống lại nữa. Hỡi tất cả anh chị em, chúng ta xin với Chúa và có những điều Chúa không nhận lời trong lúc này, chúng ta đừng tưởng như là Chúa quên chúng ta, nhưng mà không, Chúa đang có một món quà bí ẩn lớn hơn cho chúng ta trong những ngày tới. Hãy lắp tay người bên cạnh, tiếp tục tin cậy nơi Chúa. Amen. Tiếp tục tin cậy nơi Chúa, không nặng lòng. Vì chính lời của Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 16 câu số 33 rằng: ta bảo cho các con những điều đó hầu cho các con có lòng bình yên trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa nói rõ ràng, ta bảo những lời đó hầu cho các con được bình yên trong ta. Bình an là bình yên ở trong ta. Các con dù có hoạn nạn khó khăn ở trong thế gian này, nhưng mà các con ơi, các con hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Anh chị em ơi, có người nhắn tin cho tôi, một sư ơi, con buồn quá, con buồn quá. Tôi hỏi là cái chuyện gì buồn vậy? Tổng thống Donald Trump rớt rồi. Rồi tiếp tục nói cho nó hãy bình an tất cả đi Chúa, đừng có ngã lòng trong ngày hoạn nạn. Cái người đó bảo là con ngã bẹp luôn, con làm bẹp luôn chứ không phải là ngã lòng nữa. Còn cái mục sư của con nhóm đó là khóc luôn, khóc ngày đêm luôn. Hôm qua đó là một người khác nha, còn hôm qua một người khác điện thoại gì, mục sư hả? Thì dạ tôi đây, miếu quá. Tội quá, ông sư hỏi chị gì vậy? Gia đình gì có gì không? Không có, tội đó là trong quá. Khóc nữa. Tôi nói thật quý vị, tôi cũng là người hết lòng cầu nguyện cho ông ấy. Amen. Chúng tôi cũng có ký nhắn cầu nguyện trên hóc môn cho ông ấy, con bố cho ông ấy, và cầu nguyện cho nước Mỹ, và cầu nguyện cho công dân của Chúa khắp mọi nơi. Chúng ta đã hết lòng cầu nguyện rồi, phần còn lại ý của Chúa vẫn là tốt lành quý vị. Amen. Và tôi khích lệ cái gì nó đừng khóc nữa gì. Vì đó là con biết không, mấy cái người Mỹ trắng ở xung quanh nhà của gì á, họ khóc không còn nước mắt để khóc. Đến nỗi mà tiệm nail của gì é ơi là é luôn, bởi vì sao? Họ không còn tinh thần để làm đẹp. Đó là tình trạng đang xảy ra. Và nhiều con cái Chúa đã ngưng cầu nguyện, và nhiều người đã ngưng đi nhà thờ luôn nữa, ngưng đọc lên đó nữa, vì họ cảm thấy lời cầu nguyện của họ không còn hiệu quả. À, cảm thấy Chúa không còn quyền năng. Nhưng tôi đọc lời của Đức Chúa Trời, Chúa bảo cho tôi đưa lên cho ngon đoạn 24 câu số 10 rằng: nếu con ngã lòng trong cái ngày hoạn nạn thì sức lực của con nhỏ mọn thay, yếu mọn thay. Chỉ có một năng đề nhỏ như vậy mà con không thắng được. Trong ngon đoạn 24 câu số 10 chúng nó vậy. Chỉ có năng đề nhỏ như vậy mà con không thắng được. Chỉ có một chút xíu như vậy mà con không thắng được. Thì liệu trong những ngày tới làm sao mà con có thể đối đầu với những cái năng đề kinh khủng được hả các con? Hãy tin chắc rằng Chúa đang có chương trình tốt lành trên nước Mỹ. Amen. Hãy tin rằng đất nước Mỹ được thành lập bởi những người kính sợ Chúa. Hãy tin rằng trong đất nước Mỹ còn rất là nhiều người kính sợ Đức Chúa Trời. Thì tôi tin chắc là Chúa không bao giờ bỏ nước Mỹ bao giờ. Amen. Và tôi cũng tin chắc rằng cơ đốc nhân của Chúa đã hết lòng cầu nguyện cho ông Donald Trump. Và Chúa nói: ông ơi, nếu mà có ông đầu ở đắc cử trong chiến này, ông đi vô chỗ này, có chừng ông đi dọc đường nó bắn ông chết.
ông ở nhà ông đi đánh tennis cho ông ơi, ông đánh gôn cho ông ơi, ông nghỉ ngơi 4 năm sau là 4 năm sau ông làm tiếp không sao cả. Amen. Cho nên mỗi người trong chúng ta hãy biết được rằng Chúa luôn luôn có chương trình tốt lành cho những kẻ kính sợ Ngài. Amen. Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, đừng thất vọng, đừng cảm thấy rằng cảm thấy mình bị đối xử tệ, hay đừng cảm thấy là ô Chúa ơi, con không có lời cầu nguyện, con không còn quyền năng. Không, lời cầu nguyện quý vị đang có quyền năng và tiếp tục có quyền năng. Amen. 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 Hãy nhờ cậy Chúa trong điều đó. Tại sao mình nặng lòng? Và Chúa Giêsu ngày bảo như thế này: anh tôi sẽ sống. Và có thêm thế nào, tôi biết rằng đến ngày sống lại sân cùng anh tôi sẽ sống. Có nghĩa là mình nghĩ đến một cái chuyện tương lai. Nhưng mà Chúa Giêsu lại muốn là các con hãy tin ta thì tin ngay cả hiện tại. Cái ngày một người điện thoại cho tôi bảo: mục sư ơi, tôi có một người chồng còn ở Việt Nam, còn tôi thì đã ra ở nước ngoài. Mà chồng của tôi mới làm chứng cho ông ấy tin Chúa. Mới tin Chúa thì tôi làm chứng về bao nhiêu phép lạ trong hội thánh mà tôi đang sinh hoạt, quyền năng phép lạ quá. Và tôi rất là vui và tôi giới thiệu chồng của tôi cho một vị mục sư khác mới đi học thằng học về. Tôi nghe thằng học về thì sẽ không làm. Và cái vị mục sư nó vô nói với chồng tôi rằng: đừng có tin rằng Chúa còn làm phép lạ nữa, Chúa hết làm phép lạ rồi. Bởi vì họ mới đi học thằng học về và thằng học dạy rằng Chúa không còn làm phép lạ nữa. Trời ơi, chồng tôi nghe vậy, chồng tôi nản lòng, chồng tôi bỏ Chúa. Và cái người đó đi học thần học bảo là: ngày hôm nay chúng ta muốn được cứu là chúng ta tự sức mình được, để mình vươn lên mình được cứu, chứ không có ai giúp đỡ mình hết. Thần học cái này là học phí, học mất thần rồi. Mất thần rồi. Vì lý do đó tôi khích lệ chúng ta là khi tham gia học cái trường thần học nào phải nhờ ơn Chúa kiểm tra kỹ. Thần học nó đến từ nơi Kinh Thánh, có đến từ thần linh của Chúa, hay thần học đến từ lý trí, cái để học để có bằng cấp cho con người. Amen. Hãy khôn ngoan trong chuyện đó. Amen. Và tôi muốn nói là biết bao nhiêu nhân chứng. Tôi nói với chị em đó là: ô chị không biết đó, ngày hôm nay thậm chí những người nghiện xì ke 13, 14 năm, ba mẹ họ bỏ, gia đình họ bỏ, xã hội bị chê, họ đi tù đầy, nhưng mà không còn cách nào. Nhưng mà khi họ đến với Chúa, quyền năng của Chúa thay đổi, từ một người xì ke trở thành mục sư, chị tin không? Có cái thiệt không mục sư? Tôi nói thiệt. Mục sư có nói thêm nó bớt trong chuyện này không? Tôi nói mở trong cái những cái chương trình của Nam Quốc Trung, của Lê Minh Phương, của mục sư Ô Tấn Sĩ, biết bao nhiêu quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra. Amen. Amen. Quyền năng. Và nó hầu bao tin là tôi làm chứng về cuộc đời của tôi luôn. Và bà nói là: ôi làm sao mục sư, điện thoại cho chồng tôi đi, khích lệ cho chồng tôi vững tin nơi Chúa. Tôi nói: chị ơi, nếu con người tự cứu mình được á, thì Đức Chúa Giêsu không cần chết trên thập giá. Amen. Amen. Nếu con người cảm thấy tự cứu mình ra khỏi địa ngục được á, thì Chúa Giêsu khỏi cần xuống trần gian này. Nhưng mà con người đã bị bất lực, con người đã bị bó tay, con người đã không đủ quyền năng, con người không đủ sức, cho nên Chúa Giêsu mới chết thay cái thế dùng cho mỗi người trong chúng ta. Amen. Tin vào Chúa, mình được cứu là bởi ân điển, bởi quyền năng của Ngài, chứ không phải bởi công đức của chúng ta. Amen. Còn về chữa lành, có những cái căn bệnh mà chúng ta biết chúng ta cầu nguyện, Chúa chữa lành một cách siêu nhiên. Chúa chữa lành một cách siêu nhiên. Và bao nhiêu người họ đã kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên từ Chúa. Nhưng mà có những căn bệnh, Chúa vẫn dùng cách này cách kia, dùng cái sự can thiệp của y khoa và của thuốc nam, thuốc bắc gì đó. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa trong mọi sự. Amen. Amen đúng không quý vị? Ở trong Kinh Thánh, có những lúc người kia bị bệnh, Chúa biểu hái lá rồi đắp vào cho ông Esai. Ông Esai bảo đắp cho Ezechia được chữa lành, đúng không? Có những căn bệnh chứ bị ông kia xuống sông thập tắm 7 lần là được lành. Có những căn bệnh chứ bị ông là sao? Đi rửa mắt ở cái ao kia được lành, đúng không? Có những bùn, có những bệnh là chú lấy nước miếng chú hoài cái bụng sức mắt được lành. Mà có những bệnh chú phá một tiếng được lành. Có những bệnh chúa có những biểu là người tin, thì nếu người tin về nhà thì để tới về nhà được lành, họ cũng tin được lành. Kia đối với Chúa chữa lành muôn hình muôn vẻ. Amen. Đối với Chúa là quyền năng của Ngài, là không có cái nào giống cái nào cả. Amen. Nếu bạn tin, cỡ nào Chúa sẽ làm cho bạn cỡ đó. Amen. Nhưng mà riêng tôi, lúc tôi bệnh đau yếu vô cùng, trong lúc đó tôi không đủ tiền mua thuốc và tôi lâm vào cái sự kiệt sức và tôi rất là quẫy quại, không còn cách nào, và tôi tin vào quyền năng cách siêu nhiên, Chúa đã chữa lành cho tôi cách siêu nhiên. Amen. Amen. Không còn lẽ nữa. Amen. Không còn rồm nữa, không còn gầy nữa. Amen. Mà Chúa cho trở thành người hầu việc Chúa. Điều đó cho chúng ta biết một lần nữa: người tin thì người sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Amen.
Buổi sáng nay tôi muốn dùng lời của Đức Chúa Trời để khích lệ dân sự của Chúa là đừng thất vọng. Amen. Hãy lắc vai nữa là đừng thất vọng. Khi năng đề của bạn chưa được giải quyết. Amen. Hãy nói với người rằng đừng thất vọng khi năng đề của bạn chưa được giải quyết. Nhìn kỹ người bên cạnh là chưa giải quyết chứ không phải là không giải quyết nha. Chưa lên xe hoa chứ không phải là không lên xe hoa nha. Anh nghe không? Hey, hey, hey. Chưa tăng gia chứ không phải là không tăng gia nha. Chưa chứ không phải là không. Cuối năm này tăng gia. Cuối năm này tăng gia là sao? Wow, đầu năm thì sẽ say. Giữa năm này sẽ tăng gia chứ không phải cuối năm đâu. Mọi người tăng gia mời quý vị đến tham dự luôn. Cuối năm là tăng gia con mà cuối năm là anh em. Amen. Chúa đã làm và hỡi anh chị em, chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời ở trong Philip đoạn 4, câu 4 đến câu 7. Tôi kính lời quý vị đọc lời của Chúa mạnh mẽ lên để lời của Chúa làm cho chúng ta vững vàng. Cỏ khô hoa rụng nhưng mà lời của Chúa Trời còn đến đời đời. Lời của Chúa làm cho chúng ta sống lại, ấy là sự an ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn. Amen. Chúng ta xem trong Philip đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. Đọc mạnh lên nha. 2, 3. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người biết nếp nhu mì qua mẹ. Chúa đã gần rồi, chớ lo việc chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn và trình hết sự cầu xin của mình để cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Trời. Mình nói người bên cạnh chớ lo chuyện gì hết, chớ lo chuyện gì hết, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu, hãy tin cậy nơi Chúa Giêsu, chớ lo chuyện gì hết. Amen. Khi chúng ta quỳ gối xuống, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trên cuộc đời của mình, thì ngay lúc đó Chúa Giêsu ngài làm chủ trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Ngay lúc đó chúng ta đã thuộc về ngài, tương lai của chúng ta, chỗ ở đời đời chúng ta. Ngài nói con ơi, tên của con là gì? Nguyễn Phương Thanh hả? Mai Phương Thanh đã xóa được cái địa ngục rồi. Amen. Con xuống địa ngục, con tìm cái tên Mai Phương Thanh không có đâu. Nó cắt hộ khẩu dưới đó rồi. Amen không? Amen. Con tìm dưới ngoài không có nó đâu. Nhưng mà mở cuốn sách sự sống cái thiên đàng có Mai Phương Thanh đã trên đó rồi. Amen. Amen. Dù ma quỷ nó có sàn sải, nó có làm gì đi nữa, nhưng hãy biết chắc rằng, hãy biết chắc rằng mình đã được ghi tên trên kia rồi. Amen. Một ngày kia tôi có tôi thích coi Việt Nam đá banh mà. Tôi coi trận đá banh kia giữa Việt Nam đá với lại Indonesia và tôi thấy đầy dễ thương. Một cái tấn mà Indo nó tấn công Việt Nam quá chừng như vậy, quá chừng như vậy. Cái tôi đang coi như vậy, cái toàn thắng bên tôi đó là thành viên trận ở Việt Nam thắng 3 trái rồi. Dù nó có tấn công cỡ nào đi nữa, dù nó có dữ dội cỡ nào đi nữa, nhưng mà toàn thắng cho tôi biết kết quả là trận đó Việt Nam thắng tới 3 trái rồi. Tôi nói rồi mà đá chơi đá đi, nhưng tôi biết kết quả là sao? Việt Nam thắng. Hallelujah. Tại vì sao? Nó có kết quả trước rồi. Chúa Giêsu cũng bảo rằng mày đánh chơi đá đi, mày gây nên đề chơi đá đi, nhưng mà kết quả là sao? Con cái của ta đã thắng rồi. Amen. Người bên cạnh sung sướng quá bạn ơi. Sung sướng quá. Sung sướng quá chị nhỏ ơi. Amen. Chị nữ ơi. Amen. Bạn là người đã chiến thắng rồi. Amen. Hãy lắc vai người bên cạnh, bạn là người đã chiến thắng rồi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chớ có lo buồn, chớ có lo phiền, hãy vui mừng. Tại sao vui? Vì chúng ta biết rằng mình đã là người chiến thắng. Amen. Tại sao vui? Chúa Giêsu đã chiến thắng. Amen. Tại sao vui? Vì tất cả những tội lỗi của chúng ta trong quá khứ ngài đã xóa rồi. Và hiện tại ngài muốn ban cho chúng ta bình an, và tương lai ngài muốn cho chúng ta có sự sống đời đời với ngài trên thiên đàng. Amen. Hiện bây giờ con đang sống, nhưng mà con phải sống cho con hả? Nhưng mà Đấng Christ đang sống ở trong con. Amen. Hallelujah. Chúng ta tiếp tục xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16 đến 18. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16 đến 18. Chúng ta đọc những câu kinh thánh này chúng ta đầy kích lệ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16. Chúng ta đọc chung 2, 3.
hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngơi, làm điều gì cũng phải cảm ơn Chúa, vì ý muốn của Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với em là như vậy. Chúng ta đọc lại một lần nữa, 2, 3. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngơi, làm điều gì cũng phải cảm ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với em là như vậy. Chứ vì chúng ta hãy vui mừng mà. Vui mừng như thế nào? Mãi mãi. Dù là sao rồi, ở đâu? Ở trong mộ, thề đó. Nằm nghỉ hơi rồi. Vui mừng mãi mãi. Là cái nữa, cầu nguyện không thôi. Chứ là cứ nói chuyện với Chúa Giêsu. Amen. Amen không? Phàm điều gì? Người ta có nói, đãi Chúa Giêsu đã, tiếp Chúa Giêsu đã, rồi kêu Chúa Giêsu nhiều. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu có trả lời đâu. Cho nên anh người đã chết rồi. Họ nói chuyện kệ họ. Nhưng mà chúng ta phàm điều gì cũng phải tạ ơn phàm điều gì chúng ta cũng phải cảm ơn Chúa. Dù sự việc gì đi nữa, chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Dù có đậu là tổng thống tiếp tục hay không, chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Dù có như thế nào nữa, chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Vì sao? Vì ý muốn của Chúa Trời đối với chúng ta. Amen. Amen không cô Năm? Amen. Bên đây cô Năm amen lớn rồi đó. Amen không? Tên cô Năm nó được ghi vào sách sự sống đời đời trên thiên đàng mà. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta hãy biết ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Amen. Ồ, chúng ta xem lại ở trong Thi Thiên 27 mà sáng nay toàn thắng đã đọc. Và chúng ta sẽ thấy nhiều cái điều khích lệ ở trong đó. Amen. Thi Thiên 27, câu số 1. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi. Amen. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đô lý và mạng sống của tôi sợ ai không ai. Hallelujah. Amen. Và cái câu số 13 và 14 để nhắc nhở chúng ta trong Thi Thiên 27 rằng: ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi đã thấy ơn của Chúa. Amen. Câu 14: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bình chí, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta cùng đọc lớn với tôi câu số 14 một lần nữa này, 2, 3. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bình chí, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta có cái lời cái này, chúng ta có cái này. Và biết xác quyết là như vậy. Cho nên David dù có đi trong chủng gian trung đầy khó khăn, nhưng David vẫn kinh nghiệm Chúa là đã giải cứu được sự nghiệp. Và bây giờ câu chuyện đã diễn ra tiếp tục là Chúa Giêsu đến để khóc. Mary cũng khóc, Ma-thê cũng khóc, ai cũng khóc cả. Bởi vì sao? Anh người đã bị qua đời rồi. Chúng ta trở lại trong gian đoạn thứ 11, bắt đầu con 28. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: thầy ở đằng kia đương đợi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đang đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặt khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống trước Ngài mà nói rằng: lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Cái tâm trạng của người kia cũng y chang như vậy. Ma-thê thì cũng nói là: nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Và Mary thì cũng khác gì đó: nếu có Chúa ở đây thì anh tôi cũng không chết. Cũng có những cái năng đề y chang như vậy, chồng cũng nói như vậy. Nếu Chúa giải quyết thì gia đình mình không đi nổi như vậy. Người bạn cũng nói y chang: nếu Chúa đã ra tay thì gia đình tôi không đến nỗi như vậy. Chúng ta cứ nghĩ về cái năng đề, chúng ta cứ nghĩ về những cái sự việc chúng ta đang đối diện. Nhưng mà chúng ta hãy thay đổi tư tưởng chúng ta buổi sáng hôm nay. Hãy nghĩ rằng Chúa đang hiện diện tại năng đề đó. Amen. Hãy nghĩ đến cái chỗ mà Chúa đang hiện diện trong năng đề đó. Amen. Chúa đang đứng cái chỗ mà chúng ta đang gặp khó khăn. Chúa đang đứng cái chỗ mà chúng ta đang bị thất nghiệp. Chúa đang đứng cái chỗ mà lời cầu nguyện chúng ta chưa được nhận. Chúa đang đứng chỗ mà gia đình đang đối diện với sự khó khăn thử thách. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn có tin vào điều đó không? Amen. Lúc mà xây dựng căn nhà này, đúng là chúng tôi cảm thấy đối diện với năng đề và nửa khóc nửa cười, coi như là giống như mà gọi là lên lưng cột rồi đó, không có còn cách nào hết, nhảy xuống cũng chết. Mà sao ngồi đến đó không xong,
tôi xin ý Chúa đừng nên. Và cứ tiến tới mà tôi thấy được rằng Chúa không bao giờ bỏ người anh của Ngài. Amen. 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 Và cảm ơn Chúa, nếu Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Chúa Giêsu cảm thấy Maria và Ma-thê ơi, tại sao các con cứ tập trung vào năng đề mà cách tao hoài vậy? Maria và Ma-thê ơi, tại sao các con đã từng chứng kiến bao nhiêu phép lạ ta làm, mà bây giờ tại sao con không chú ý về những quyền năng phép lạ ta đã làm cho dân này và bao nhiêu người khác, mà con cứ chú tâm vào năng đề của cách tao hoài này? Tôi đọc cái đó bắt đầu tôi sực tỉnh. Nhiều lúc tôi và anh chị em cùng một tâm trạng đó. Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm cho mình, bao nhiêu phép lạ Chúa làm cho người khác, bao nhiêu điều Chúa đã làm cho người này kia. Nhưng mà khi gặp nan đề, chúng ta không còn tập trung để tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa và mong một việc gì đã xảy ra lớn lao, mà chúng ta cứ tập trung vào nan đề, bắt đầu chúng ta trách Chúa. Nếu Chúa dùng biết sớm thì không đâu đến đâu vậy. Nếu mà Chúa nhận lời thì thế giới đang phải là kia. Chúa ơi, tại sao mà bây giờ ông lên mất 2 ngày mà mất hết 52 ngày việc làm của người khác? Chúa ơi, tại sao mà rồi thế này thì đúng cái chuyện đó. Chúng ta dễ trách Chúa nhiều vấn đề lắm. Nhưng bây giờ học qua bài học này, tôi kêu gọi những người đang nghe tại đây và những người đang nghe qua chương trình này, ngưng việc trách Chúa. Amen. Hãy quay lại cảm tạ Chúa. Amen. Tại vì sao? Tôi thấy cái lời lầm bầm oán trách không giải quyết được vấn đề. Amen. Cái sự buồn tủi giận dỗi như là kể cả như là Jonah giận dỗi của Chúa không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà lời ngợi khen cảm tạ khiến cho phép lạ xảy ra. Amen. Amen. Tôi xin nói lại một lần điều này. Có nghĩa là lầm bầm oán trách giận dỗi không có phép lạ xảy ra. Amen. Không giải quyết được vấn đề. Nhưng ngợi khen cảm tạ tôn vinh Chúa, phép lạ được xảy ra. Amen. 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 Hãy hỏi người bên cạnh bạn quyết định ngợi khen Chúa chưa? Amen. Hãy quyết định ngợi khen Chúa chưa? Quyết định ngợi khen Chúa chưa? Quyết định đâu? Có những người quyết định giơ tay nè. Quyết định ngợi khen Chúa. Dù vấn đề như thế nào đi nữa, chúng ta cũng ngợi khen Chúa. Amen. Tin chắc rằng Chúa là đấng tốt lành. Amen. Có người nói với tôi như vậy. Tôi mà tôi gặp một thánh sớm á, là bây giờ tôi giàu lắm á. Gặp ông sớm là tôi giàu lắm á. Tôi đồng cảm ơn Chúa đi anh. Nhờ vậy đó mà bây giờ vợ chồng con cái anh vẫn còn hạnh phúc. Anh giàu chưa chắc đâu nha. Anh giàu có coi chừng là coi như là giàu đổi bạn sang đổi vợ đó. Bây giờ nhức đầu nhức cổ lắm. Hãy cảm ơn Chúa đi. Tôi nói cảm ơn Chúa. Thấy phép lạ xảy ra. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa trong mọi sự. Amen. Hallelujah. Chúng ta bố tay ngược kia ngài. Amen. Hãy cảm ơn Chúa trong mọi sự. Chưa chưa đến 10 rưỡi quý vị đừng có bầu vàng. Amen. Hãy cảm ơn Chúa. Quý vị đừng ngủ sớm. Rồi, chúng ta trở lại trong văn đoạn 11, trở lại câu 33. Câu 33, 2, 3. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà nói rằng: các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: kìa, người yêu Lazaro là người nào? Có một vài người trong chúng nói: người đã mở mắt kẻ mù được, há có thể cũng làm cho người này không chết sao? Đó, có một người vài người bắt đầu nửa tin nửa ngờ đó, nửa tin đó, Chúa làm cho người mù sáng được, Chúa làm cho người kia từ què đi được, thì Chúa có thể làm cho ông này từ cái chết sống lại được không? Họ nghi ngờ. Nhưng mà hỡi anh chị em yêu dấu, tôi tin các bạn, Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài biết được tất cả những hoàn cảnh, Ngài giải quyết được mọi điều trong thời điểm của Ngài. Amen. Chúng ta không chỉ là cảm tạ Chúa vì những phép lạ Chúa đã làm, nhưng mà chúng ta còn cảm tạ Chúa trong cả những nghịch cảnh nữa quý vị ơi. Chúng ta xem lời của Chúa trong Roma đoạn thứ 3, đoạn thứ 5 câu 3 đến câu số 5. Roma đoạn 5 câu 3 đến câu số 5. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 5. Nào những thế thôi, chúng ta còn khoe mình trong hoạn nạn nữa. Amen. Không những khoe mình trong sự phước hạnh mà khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, nhịn nhục sinh ra sự rèn tập, rèn tập sinh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm khổ thẹn. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Hallelujah. Chúng ta khoe mình trong một hoàn cảnh nữa quý vị. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Thấy những điều lạ lùng vô cùng. Bây giờ buổi sáng hôm nay thì tôi mới mở mắt ra thì có người bảo tôi là nhắn tin là bà bác của
tôi và bác của gia đình chúng tôi đã về với Chúa rồi. Và bà qua đời rồi. Và bà này là lúc đó trước bà cuộc sống của tôi mới nguy hiểm đến cầu nguyện với bà. Đức tin bà rất là thành tâm đúng không em? Và rất là thành tâm. Bà rất là ngọt ngào. Và cảm ơn Chúa bây giờ thì bà hình như là gần 100 tuổi rồi. Gần 100 tuổi rồi đó. Thì bà đã yên nghỉ. Thì tôi nghe tôi cũng hơi bước đầu thì cũng thấy hư chán ghét. Nhưng bắt đầu cầu nguyện Chúa. Và con của bà là người rất là tốt với gia đình chúng tôi từ đó đến giờ. Vì ba tôi, mẹ tôi, anh chị tôi là cái người con của bà là lo mừng mặt lắm. Thì tôi cầu nguyện Chúa có thể là tôi về. Nhưng tôi sợ vé gần Tết thì sẽ mắc lắm. Tôi cầu nguyện Chúa, Chúa ơi, Chúa là phép lạ làm sao con có thể về được. Và sau khi đó tôi gọi cho cái người bán vé máy bay, nó là ồ vé gần Tết thì mắc lắm mục sư ơi. Tôi mắc bao nhiêu rồi. Họ thắng rồi. Nhưng mà tôi có cái điều này ưu tiên cho mục sư. Tôi có cái thẻ vậy. Vé mục sư đi ra 600 vô 600 vô. Cuối cùng 1.28 triệu ngàn. Y chang. Tôi đi 5 lần rồi. 5 lần đi vô Đà Nẵng, đi vô đi ra chỉ có 1.2 triệu ngàn. Cảm ơn Chúa. Cho nên ngày mai tôi tiếp tục là đi ra Đà Nẵng. Amen. Để lòng. Và cảm ơn Chúa. Tôi nói về cái người qua đời mà tôi không buồn. Bởi vì sao? Sống đến gần 100 tuổi rồi thôi. Cũng mà lúc còn sống đã hết lòng cầu nguyện với Chúa, đã tin vào Chúa. Thì bây giờ thì phước quá rồi. Đó thì cũng được kể như là vinh quy thiên quốc rồi. Vinh quy thiên quốc là không phải là một sự đau thương, áo sầu, buồn thảm nữa. Nhưng mà chúng ta biết là tạm chia tay người thân, rồi chúng ta sẽ gặp người thân chúng ta đời đời trên thiên đàng. Chúng ta khỏe mình trong một hoàn cảnh mà. Amen. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Chúng ta đọc lời của Chúa. Tôi sắp xong rồi. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 và câu 4. Chúng ta đọc chung 2, 3. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề tỏ thể cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó. Hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúng ta biết rằng hãy coi sự thử thách trăm bề tỏ đến cho chúng ta như là sự vui mừng trọn vẹn. Mary và Ma-thê, hãy coi cái việc anh mình qua đời như là sự vui mừng trọn vẹn. Được không quý vị? Anh mình qua đời mà sao vui mừng trọn vẹn? Nhưng mà chính cái chỗ mà Lazaro qua đời đó, mà gia đình Mary và Ma-thê đã kinh nghiệm Chúa một cách hoàn hảo á. Kinh nghiệm Chúa một cách tột bực đó quý vị ơi. Hỡi anh chị em yêu dấu, chúng ta không mong đợi năng đề đến. Nhưng mà khi năng đề đến, tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em hãy có một cái thái độ, có một đức tin và có lòng vững chắc nơi lời của Chúa, để được tin chắc rằng Chúa có thể biến năng đề tệ hại đó trở thành phước hạnh cho chính mình. Amen. Hãy nói người bên cạnh, hãy tin rằng năng đề của bạn trở thành phước hạnh cho bạn. Amen. Amen. Hãy nói người bên cạnh, hãy tin rằng năng đề của bạn trở thành phước hạnh cho bạn. Amen. Năng đề của bạn trở thành phước hạnh cho bạn. Amen. Amen. Còn thắng khác bộ đội, trúng tên, trúng tỷ tiêu bộ đội. Bước đầu anh cũng hơi lo, hai vợ chồng tôi cũng hơi lo. Và cảm ơn Chúa, qua điều đó mà anh mới phát hiện được rằng ôi, con không ngờ rằng nhiều người thương con đến vậy. Út Hòa nghe đến Toàn Thắng bị khá bộ đội, Út Hòa khóc biếu quá. Rồi, bà Mỹ nghe đến Toàn Thắng bị trúng bộ đội, bà Mỹ cầu nguyện quá trời bộ đội, quá trời bộ đội. Rồi Toàn Thắng, cuối cùng Toàn Thắng không bị bộ đội, bà Mỹ tặng cho hai con cái lòng bụi luôn nữa. Bởi nhiều người cầu nguyện khắp mọi nơi cầu nguyện. Và qua cái năng đề chút chút vậy đã làm cho Toàn Thắng kinh nghiệm được rằng ôi, qua năng đề con thấy rằng Chúa quá tốt lành trên đời. Amen. Thử anh chị em, hãy coi sự thử thách trong bề thọt đến cho anh chị em như là sự vui mừng cho bạn. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người đã cầu nguyện cho chồng mình, có nhiều người đã cầu nguyện cho vợ mình, có nhiều người cầu nguyện cho con mình. Nhưng mà đôi lúc con thấy dường như là bế tắc không còn cách nào. Nhưng mà chính cái chỗ đó mà Chúa vực dậy, sau này biết bao nhiêu điều nữa là người khen cảm. Amen. 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 Bao nhiêu là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Ngài không đối xử tệ với chúng ta bao giờ. Amen. Amen. Sau đó Chúa Giêsu đã đến với nơi phần mộ. Thì Chúa Giêsu đã kiến Lazarus đã từ khỏi chết sống lại. Câu 38 đổi sang câu 11. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa. Về đến phần mộ, mộ bằng một cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em người, em gái kẻ chết, thưa rằng, lạy Chúa đã có vui vì người đã nằm trong đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán, ta hát chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời sao? Tại sao ngươi cứ nghi ngờ? Ngươi cứ tập trung vào việc chết chóc, ngươi tập trung vào cái việc là hôi thối, ngươi tập trung vào cái việc cái lỗ mà năng đề.
Tại sao ngươi không tin lời của ta? Amen. Ý Chúa Giêsu cũng nói như vậy. Và cũng chính Đức Chúa Giêsu đó cũng đang phán với những người đã nghe buổi sáng này. Tại sao con cứ tập trung vào chuyện chết chóc? Tại sao con cứ tập trung vào cái chuyện hôi thối? Tại sao con cứ tập trung vào nắng đề? Tại sao con cứ tập trung vào những chuyện con đang đối diện mà con không tập trung nơi lời của ta? Nhân danh Chúa Giêsu Christ buổi sáng là tôi cầu nguyện cho, xin Chúa ngài mở lòng cho tôi và quý vị hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hãy đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Hãy dựa trong vào lời của Đức Chúa Trời hơn là những gì mà chúng ta đang đối diện, anh chị em ơi. Wow, Chúa Giêsu này nói rõ ràng. Chúng ta cùng đọc chung lại với tôi trong câu 40 một lần nữa nè. Quý vị đọc câu 40, 2, 3. Nếu Chúa Giêsu lại phán, ta hát cho từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì nhận thế sự của Đức Chúa Trời sao? Họ nghe tới đây bắt đầu họ sợ, họ tin. Vậy họ lăn hòn đá đi. Nếu mà lời của Chúa không đến thì họ không lăn hòn đá đi. Mà ai là người lăn hòn đá? Chính những con người Mary và Mô-tê. Chính những con người gặp năng đề phải lăn hòn đá đi. Hãy nói người bên cạnh, hãy lăn hòn đá năng đề ra khỏi bạn đi. Hãy lăn hòn đá ra khỏi bạn đi. Hãy lăn hòn đá vô tính ra khỏi bạn đi. Hãy lăn cái hòn đá làm bầm ra khỏi bạn đi. Hãy lăn cái hòn đá ngã lòng ra khỏi bạn đi. Để rồi sự sống đến với gia đình của bạn. Amen. Hãy lăn những hòn đá ra đi. Những cái đầu cái chiều này nó chặn lại, nó bịt lại, nó cản trở, nó làm cho chết chóc, nó làm cho khô cằn, nó làm cho đau đớn, nó làm cho mệt mỏi, nó làm cho thất vọng. Hãy lăn nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, họ nghe lời Chúa, họ tin vào lời Chúa, họ hành động theo lời của Chúa, phép lạ xảy ra. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa. Câu 4:11. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt lên rằng, thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Wow. Khi mà trước đó làm bầm thì chúng ta thấy có phép lạ xảy ra không? Mà bây giờ khi mà lăn hòn đá ra thì cái người sống sống lại chưa? Chưa. Nhưng mà Chúa Giêsu bắt đầu bằng cái gì? Nói người bên cạnh bắt đầu có sự tạ ơn như vậy. Bắt đầu tạ ơn. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Hãy nói lời tạ ơn. Hãy nói lời cảm ơn. Cảm ơn trước khi phép lạ xảy ra. Cảm ơn trước khi năng đề được giải quyết. Không còn làm bầm nữa. Không còn kể lễ nữa. Không còn than vãn nữa. Không còn nói tôi là người mồ côi và người gói bụi nữa. Amen không? Vì sao Chúa Giêsu là chồng của con rồi? Amen. Chúa Giêsu là cha của con rồi. Amen. Con không còn là mồ côi, con không còn là gói bụi nữa. Amen. Ngài là chàng rể hầu thánh là nàng dâu. Cảm ơn Chúa, ngài là cha, con là con. Con có một người cha, người ba dưới đất này mà con có một người cha đời đời đi thi nè. Ngoài người cha đó, con còn có những người cha mẹ thuộc linh trong hội thánh nữa. Cho nên một lần nữa, không có kẻ mồ côi trong hội thánh. Amen. Hãy nói với bên cạnh, không có kẻ mồ côi trong hội thánh. Amen. Không có kẻ mồ côi trong hội thánh. Không có kẻ gói mùa trong hội thánh. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi chưa bao giờ nghe cô Mỹ hoặc cô Dung hoặc chị Tuyến, chị Ngọc Tuyết và một số người nói rằng họ là những người gói mùa cả. Tại vì sao? Mặc dù họ không có chồng, nhưng mà sao? Họ biết là Chúa Giêsu là chồng của họ. Amen. Không còn kẻ có quà trong hội thánh nữa, không còn kẻ một con nữa. Cho nên cảm ơn Chúa, họ bắt đầu họ ngợi khen Chúa Giêsu bắt đầu. Trước khi phép lạ xảy ra, Chúa Giêsu bắt đầu ngợi khen. Hallelujah. Có thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời cầu nguyện tôi. Wow. Tôi biết rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn. Nhưng tôi nói vậy vì có đoàn dân này đang đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin và thấy chính Cha là đấng sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng rằng, hỡi Lazaro, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Hallelujah! Hallelujah! Chúa Giêsu ngài bảo rằng, hỡi Lazaro, hãy ra! Tại sao? Tại sao Chúa Giêsu lại kêu tích danh Lazaro? Chứ Chúa Giêsu chỉ nói là hỡi người chết ra, thì quý một bài ra. Đúng không? À, rất đau lắm. Chúa ơi, Chúa nhân có chồng đi. Quá nhiều người đến là nhiều rất đau lắm. Hãy xin đức danh một vấn đề thôi. Amen. Chúa ơi, cho con có nhà, nhà chỗ nào. Chứ cùng một lúc Chúa cho người cái nhà dọn sao cho nổi. À, hãy xin và Chúa cho đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Amen. Hỡi Lazaro ra. Thì Chúa kêu tên người nào, người đó sẽ ra. Amen. Chúa kêu người nào, người đó sẽ nhận. Wow. Amen. Và cảm ơn Chúa là Sarah đã bước ra. Và Chúa Giêsu bảo là sao? Hãy mở tất cả khăn vải liền cho người bước đi tự do này. Amen. Tôi cầu nguyện cho những năng đề nào, những con người nào đang làm cho quý vị thất vọng,
những con người nào làm cho quý vị buồn bã, con người nào, nan đề nào làm cho quý vị cảm thấy khó chịu, hãy nhân danh Chúa Giêsu bỏ trốn cho họ đi. Amen. Đừng có làm bầm họ nữa. Amen. Đừng có giận hờn họ nữa. Đừng có trói buộc họ nữa. Đừng có trói nữa. Họ bị trói vậy đủ rồi. Hãy biết là phía đằng sau đó là cái gì. Amen. Tôi nói điều này hơi sốc, nhưng mà quý vị hiểu lòng tôi. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho chúng ta đừng có rủa xả ông Joe Biden nha. Amen. Trong khi lời của Chúa bảo là phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Chúng ta chỉ cầu nguyện rủa xả cái thế lực ở đằng sau thôi. Amen. Còn Tổng thống Joe Biden cũng là con người. Amen. Chúng ta cần phải cầu nguyện chúc phước cho ông ấy. Amen. Có một số người khó chịu. Nhưng mà đó là tôi là một người hầu Chúa. Tôi chỉ nói là chúc phước, tôi không nói là rủa xả. Amen. Tôi còn tiếp tục cầu nguyện chúc phước trên đất nước Mỹ tốt đẹp hơn. Tôi còn tiếp tục công bố Chúa sẽ làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn. Chứ tôi không có nói những lời chủ đẻo cho đất nước Mỹ. Amen. Amen không? Amen. Thử anh chị em, chúng ta đừng có trói buộc nữa. Và nhân danh Chúa Giêsu hay mở trói những kẻ làm cho chúng ta khó chịu á. Chúa Giêsu thì bảo rằng hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi mà. Chúc phước cho những kẻ rủa xả các ngươi mà. Hãy cầu nguyện, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện và công bố Chúa ơi, những người nào mà họ đang bị trói, những người nào đã làm cho năng đề con, còn nhân danh Chúa Giêsu cũng bỏ trói cho những người. Amen. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện, đây là câu chuyện có thật. Có người kia thì A cho cái người B mượn tiền, một số tiền khá lớn, và cuối cùng thì cái người B làm ăn không biết sao đó, mà người B không chịu trả cho người A. Và người A tức người B vô cùng, giận người B vô cùng, cứ nói những lời rủa xả từng tối. Và hết năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ, mà người B không có tiền trả cho người A. Và người A cảm thấy buồn bã quá, đến với tôi và bày tỏ sự thành nộ, tức tối. Và tôi nói, ô chị có muốn làm nào, chứ người B này trả nợ cho chị không? Cái muốn. Bây giờ tôi khuyên chị, đừng nói lời rủa xả đến người B nữa. Amen. Đừng trói một người B nữa. Amen. Chị hãy học về cầu nguyện chúc phước cho người B này. Amen. Và công bố Chúa làm cho người B làm ăn được khá giả, họ dư dật nhà sẽ trả tiền cho chị thôi. Amen. Lần đầu hỏi người này không chúc phước được, bộ tôi lo quá mong trả, bộ tôi không nói lời mà nó không chịu trả, tôi nó không có lời gì trả đúng không? Không có lời gì trả. Tôi thuyết phục hoài, tôi cầu nguyện, tôi nói nếu chị không tha thứ, nếu chị không chúc phước, tôi cũng cầu nguyện, lời cầu nguyện tôi cũng vô hồi quá. Sau khi một thời gian tôi thuyết phục, bắt đầu người này học bí quyết, trở về không trói buộc, không rủa xả, không hành hung người này nữa. Càng hành hung càng giận thì người B không gặp người A, và không gặp người A không làm ăn được thì càng ngày kinh tế càng tệ. Và cuối cùng người A bắt đầu hạ lòng xuống, chúc phước, yêu thương, mềm mại, vui vẻ với người B này, tạo điều kiện tốt nhất cho người B này. Người B thời gian sau làm ăn được, đem tiền trả cho người A. Và người A trở lại gặp chúng tôi đó, lời khuyên của ông đầy Amen. Amen. Nếu ai chiếm đoạt quý vị, tôi cầu nguyện cho quý vị hãy nói những lời ngọt ngào cho họ đến họ còn gặp quý vị. Họ còn gặp thì họ không muốn trả. Còn quý vị làm quá họ bỏ chạy xa lắm. Không còn gặp lấy gì trả. Đúng không? Đúng không? Hãy cầu nguyện chúc phước, hãy nói lời ngọt ngào. Amen không? Hãy cầu nguyện. Và quý vị ơi, có nhiều trường hợp chúng ta càng trói buộc, chúng ta càng giận thì chúng ta càng mất cả gì lẫn tài, mất cả tiền lẫn tình cảm, mất cả con người, mất nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta bắt đầu cầu nguyện chúc phước, chúng ta được cả hả? Hỡi anh chị em yêu, mong rằng sau khi nghe sứ điệp này, không còn một người nào trói buộc vợ mình nữa. Amen. Không còn một người nào trói buộc chồng mình nữa. Amen. Cũng không còn một người nào trói buộc mục sư của mình nữa. Amen. Cũng không còn mục sư nào trói buộc tín đồ nữa. Amen. Và tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện mở trói cho tất cả tín đồ trong Hội Thánh Sơn được giải cứu. Amen. Được thịnh vượng. Amen. Anh chị em thịnh vượng thì chính tôi cũng được thịnh vượng. Amen. 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 Khi anh em thịnh vượng, anh em nói ô thầy ơi, thứ ba này thầy rảnh không, có cái gì không? Vợ chồng em có một bữa cơm ngon mời thầy đến. Ô cảm ơn Chúa. Thế còn tôi không cầu nguyện chúc phước cho anh em á, thầy ơi thứ ba này thầy rảnh không, hỏi cái gì á, gia đình anh đây vậy, nên này thầy đến đây giải quyết nên đề giùm em. Thử anh chị em yêu dấu, tôi cầu nguyện cho cái nan đề thì chúng ta cầu nguyện mở trói, mà khi thành vương phước hành chúng ta phải biết ơn Chúa nữa. Thử tất cả những người đang có mặt ở đây, hãy đứng lên mà cầu nguyện, Chúa ơi con cảm ơn Chúa trong mọi sự, hãy nói lời cảm ơn Chúa ngay trong giờ này, không làm bầm, không oán trách, không đổ lỗi, không giận hờn, không cay đắng nữa, nhưng mà bắt đầu nói những lời cảm ơn Chúa ngay trong giờ này. Chúng ta cùng đưa tay lên con bố rằng Chúa ơi, ngài là đấng giúp đỡ cho con không nặng lòng, con không bỏ cuộc, nhớ danh Chúa Giêsu, con công bố rằng Chúa ơi, hallelujah, vững tin nơi ngài, Chúa ơi, vững tin nơi Chúa, con cảm ơn Chúa, hallelujah, hãy vững tin nơi Chúa, hallelujah, con cảm ơn Chúa. Quý vị lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này, hãy lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này, hallelujah, hãy lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này, hallelujah, Chúa ơi, con quyết định vững tin nơi ngài.
vững tin cái lời hứa của Ngài Chúa ơi. Hallelujah. Ô hallelujah, trong danh Giêsu Christ. Hallelujah. Ô lời Cha con hứa ở con đừng sợ gì. Ô dù ta bên con chỉ con đứng hay là con ngồi. Hallelujah. Hãy vững tin lên Ngài. Hallelujah. Cả một Chúa. Hãy vững tin lên Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Ô cả một Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.